Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đây là cái món cá lăn biển nha các bạn. Đây là cái món cá mình được làm món với cái dạng cà ri hả ba? Xào lăn. Xào lăn. Đây. Xào lăn thì cái này mình cắt khúc rồi xong cái mình thử trước. Mình lấy nước sôi, đụng nước sôi cho nó qua cái cho nó sạch cái nó bớt cái mùi tanh. Dạ. Xong ướp xả, xả bầm. Dạ. Xả bầm ớt với một ít muối ớt. Dạ. Gia vị ví dụ như bột ngọt ít thôi, này chủ yếu là miếng đường. Này nó nghiêng về ngọt, nó nấu nước dừa. Mình xào cho mình cháy cái xả bầm xong cái rồi mình để thịt vô. Dạ. Để thịt vô mình xào, xào cho săn cái mình để nước dừa vô. Dạ. Nước dừa mình chắc chừng một chén nước cốt rồi nó để sành sệt. Dạ. Nó gần nó chín thịt xong. Xong mình để nước cốt vô. Nước cốt vô sôi lên cái nãy xuống được rồi, nhắc xuống. Chứ để lâu á nó có mùi dầu. Cá này là khoảng nhiêu ký ba? Mắc không? Cá lăn biển nha các bạn. Rồi, này mình có thể làm chấm với bánh mì nha các bạn, rất là ngon. Rồi, ok, xin chào các bạn.